Mình chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì tiếp tục cái ngày Phật đản, mình tiếp tục quay cho bạn một ngôi chùa cũng khá linh thiêng và nổi tiếng ở Huế nữa, là ngôi chùa Phước Duyên. Đây các bạn, đây là cái cổng tam quan của chùa. Thì ở trên thì mình thấy có ghi chữ cửa tuệ các bạn, cửa tuệ, và có những cái hoa băng rồng cũng như là cái pháp luân của nhà Phật. Và bên đây phía dưới cũng có những cái con rồng mình thấy khá là tinh xảo, rồng long lân quy phụng, có rùa và con phụng nữa. Đây thì mình sẽ quay gần hơn, các bạn thấy cái chữ cổng chùa Phước Duyên các bạn, chùa Phước Duyên. Và trước cổng tam quan còn có những cái câu răng của Phật. Thì ngôi chùa này theo cái câu chuyện là nó có xuất hiện từ hơn 600 năm các bạn. Nhưng mà sau này đã sập và chỉ có phế tích. Và sau này vị trụ trì đã đến đây để mà ông dựng nên cái ngôi chùa mới này, gọi là chùa Phước Duyên, trên cái nền của ngôi chùa cũ. Bây giờ mình sẽ đi vào phía bên trong. Đây là khu vực phía bên trong các bạn. Đây là cái phần mình nghĩ là phần chánh điện thờ cúng, và có cái bức tượng ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Ở phía trước cũng có những cái cây cảnh. Đây mình sẽ quay phía bên cái lâu chuông, các bạn xem thử chuông như đây như thế nào. Đây có những cái cây nhãn mùa hè các bạn này, tắt chuẩn bị nó lớn rồi đó. Đây thì đây là phần cái thạch chuông, cái chuông này mình thấy cũng tương đối là lớn nha. Đây có khắc những cái chữ ghi những cái vị thượng tọa chủ trì của chùa ở đây. Đây là những cái chữ Hán Nôm, và cũng giống như những cái chuông khác của chùa khác, thì ở trên cái giá của cái khung gỗ có khắc những cái hoa văn, cây trúc, cây mai vân vân. Và cái phần để mà bóc cái chuông vào là được trổ một con rồng rất là đẹp. Phía bên đây là cái tượng Phật ngài Quán Thế Âm. Mình thấy cái kiến trúc đặc biệt của cái chùa này là chùa có một cái cầu thang đôi đi lên, sau đó là gặp nhau ở một cái ngã ba và tiếp tục đi lên thêm một con đường nữa. Đó, cái điều này là mình thấy khá hiếm ở trong cái kiến trúc của Phật giáo Huế cũng như là chùa Huế. Thì đây là cái khu vực thờ cúng. Còn chùa còn có một cái kiến trúc rất là lớn, một cái tòa nhà để mà những cái sư thầy có thể sinh hoạt và tụng niệm ở bên đó. Ở phần trước đây thì mình có một cái hương án để mà thắp hương các bạn, thắp hương lễ Phật. Phía bên đây thì còn có một cái ngôi mộ, mình nghĩ là cái ngôi mộ này mình sẽ đọc thử trong cái bia này sẽ ghi là ngôi mộ của ai các bạn. Đây là trên cái bia mình đọc thấy là tượng niệm của Hòa Thượng Thích Đảnh Lễ. Ngài chính là cái ngài mà đã tới đây để mà đặt cái nền móng lên cho, để mà xây nên cái ngôi chùa này. Ngôi lăng của ngài cũng được xây ở trong khuôn viên của chùa luôn, ngay bên phải của chùa. Cái kiến trúc lăng của ngài cũng rất là đẹp, theo hình tháp, trên có những hoa văn hoa sen. Đó.
Hiện tại thì đang ngày lễ Phật đản, tuy nhiên cũng trùng vào là cái mùa dịch luôn các bạn, nên những cái lễ hội tổ chức là đều được bị hoãn hết. Những cái tránh tụ tập đông người để mà theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Và cái ngày lễ Phật đản thì cho bạn nào chưa biết, đó là cái ngày mà sinh ra của Phật Thích Ca Mâu Ni. Và những ngày này thì ở Huế thường bán rất là nhiều đồ chay, tại vì các bạn cũng biết là ở Huế chính là cái nơi mà Phật giáo rất là phát triển. Và mọi người không kể là những Phật tử, thì mọi người đến ngày này thường là ăn chay cũng như là niệm Phật, đi thăm thú chùa, và mình cúng dường cũng như là cúng dường bố thí, và tụ tâm một chút vào ngày này. Đây mình đi lên phía bên trên của cái phương chính điện. Đây mình sẽ xoay ra hướng bên này, sẽ bạn xem là cái cổng tam quan của chùa đây. Ở trên là có bức tường ngài hộ pháp. À, bên đây là cái lầu chuông. À, bên phía bên xa bên kia là cái nơi để mà các vị chư tăng tụng niệm cũng như là giảng đạo cũng như là sinh hoạt. Rồi, thì mình thấy cái phương chính điện này hiện tại thì không có ai nha các bạn. Và mình sẽ vào tham quan. Mình cũng sẽ bỏ giày dép phía bên ngoài. Vào phía bên trong thì cái không gian ở đây mình thấy cũng tương đối là nhỏ và rất là yên tĩnh. Ở trên thì có những cái bức hoành phi các bạn này, có những cái chữ Hán. Phía trước chính điện thì mình thấy có tượng thờ Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn, và phía trên là có hai bức tượng, tượng của ngài A Di Đà các bạn. Đó, tượng của ngài A Di Đà, hai bức tượng màu vàng đồng rất là đẹp. Chùa được xây dựng năm 1948 do Hòa Thượng Thích Đảnh Lễ khai sáng, nằm giữa chân ngọn núi sát bờ sông Bạch Yến, thuộc thôn An Ninh Thượng, phường Hương Long, thành phố Huế. Chung quanh chùa chỉ có núi đồi, mồ mả, cảnh trí yên tĩnh, rất thích hợp cho cuộc sống thực hành tâm linh. Khi Hòa Thượng mới đến, đây chỉ là một vùng đất rất hoang dã, chỉ có một ám nhỏ để thờ Quan Công. Theo truyền thuyết, khoảng 600 năm trước đây, vùng đất này đã tạo dựng một ngôi chùa gọi là chùa Ốc Tiêu. Chùa Ốc Tiêu do ai xây dựng và xây dựng từ đời nào không ai còn nhớ, nhưng đến thời Tây Sơn thì bị phá hoàn toàn. Khi Hòa Thượng đảnh lễ đến vùng này, hẳn nhiên không còn dấu tích gì của chùa Ốc Tiêu nữa. Trải qua những giai đoạn trùng tu kiến thiết, ngày nay ngôi chùa khá đồ sộ, khang trang, phong cảnh cũng trở nên thơ mộng hữu tình, là nơi nương náu tinh thần và chỗ gửi gắm tâm linh của dân chúng quanh vùng. Tiếng chuông chùa giúp thôi thúc nhân dân bỏ ác làm lành, nghĩ đến vấn đề siêu thoát, khổ đau. Ở phía dưới của những khung thơ thì mình còn có thấy là một bên là đặt một cái chuông, một bên đặt một cái mỏ rất là lớn. Và phía trên còn có tượng của Phật Di Lặc, cũng như là nơi bày những cái vật phẩm để mà dâng lên những vị Phật. Bên đây thì mình thấy có một cái trống. Và ở đây là có một cái vị nào đó, mình không biết tên cái vị này. Có vẻ như là hộ pháp hay là tượng gì đó các bạn. Đó, phía bên trái của điện thì mình nghĩ đây là Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đúng, chắc đây là Địa Tạng Vương các bạn. Và mình thấy những cái kiến trúc ở đây này, cùng các bạn cũng có thể thấy là sơn son thiệp vàng, cùng với đó là những cái câu bằng chữ Hán Nôm, thì mình nghĩ đó là những cái câu răng của Phật thôi. À, ở bên đây cũng có một cái bức tường nữa, mình nghĩ đây là tường của Phật Mẫu.
Rồi quanh đây thì cũng có thêm một cái vị nữa, nhìn mặt vị này rất là dữ nha các bạn. Đó, trên đầu cũng có ba cái sừng và cái lưỡi le rất là dài ra. Mình không biết vị này là vị nào, nếu mà ai rành về Phật pháp thì mình có thể comment phía dưới để mình biết thêm về những cái vị này nha các bạn. Đây có những cái bài vị và nơi thờ cúng. Rồi mình thấy ở khu phía sau có một cái nơi thờ cúng nữa, mình sẽ đi vào phía sau để xem thử phía bên trong này còn có những cái nơi thờ cúng gì. À, phía sau đây còn có những cái ba cái gián thờ nữa các bạn này. Ba cái gián thờ ở đây, mình thấy ở đây có cái bài vị sơn son thiệp vàng. Và những cái vị trên kia mình cũng sẽ không quay cận cảnh. Còn ở đây là cũng là nơi thờ nữa. Rồi. Bên kia cũng một cái gián thờ nữa. Và ở trên cũng có những cái hoàn phi sơn son thiệp vàng. Thì rất là tiếc vì cái lễ Phật đản năm nay và dính vào dịch Covid các bạn, nên thật sự là không có được nhiều cái tổ chức như là những cái năm khác. Và mình hy vọng năm sau mình sẽ quay cho các bạn được nhiều hơn, như là cái lễ rước hoa đăng, lễ rước Phật, cũng như là những cái lễ tụng niệm tập trung đông người thì hoàn toàn bây giờ là không có tổ chức được. Rồi, cái khuôn viên của chùa thì như vậy. Và mình hy vọng là sau này mình sẽ quay được nhiều hơn các bạn xem về cái lễ Phật đản này. Vì năm nay mùa Covid quá là khủng khiếp. Đó, đây thì xung quanh toàn là mô mã thôi các bạn. Thì nếu như bạn nào chưa biết thì cái ngôi chùa này nó nằm vị trí gần với ngôi chùa Linh Mụ hay là chùa Thiên Mụ đó các bạn, mà mình đã từng quay rồi. Nếu bạn nào chưa coi thì mình vào kênh của mình coi lại. Đó, cũng rất là gần thôi. Và phía dưới cũng bắt đầu có những cái vị Phật tử để đi tới để mà chiêm bái cũng như là tham quan một cái nơi mát mẻ như thế này các bạn. Rồi, cũng những ngày Phật đản mình cũng đã vừa giới thiệu cho các bạn một ngôi chùa khá là nổi tiếng ở Huế nữa, chùa Phước Duyên. Ngôi chùa này cũng khá là gần chùa Thiên Mụ, và nếu các bạn nào mình có thời gian thì mình đi tới cái chùa này để mà chiêm bái cũng như là mình tìm hiểu thêm về ngôi chùa, những kiến trúc của chùa. Ok, nếu thấy hay đừng quên like, đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.